Editor, tranh mục sở ngây ngốc nhìn cố tần đang đứng ngoài cửa. Anh, sao lại ở đây? Nghĩ đến vị đại cổ đông tần hy vừa rời khỏi đây, cô chợt hiểu ra, anh chắc là đi thị sát với cậu mình. Cố tần đi tới, mắt nhìn về phía mục sở, nét mặt sắc bén vừa rồi dần thu lại, ánh mắt trở nên ôn hòa, rất tự nhiên xoa xoa đầu cô, em về lớp đi, chuyện ở đây cứ để anh lo trong phòng học thầy cao đang say sưa giảng bài mục sở đứng ở cửa xin vào toàn bộ ánh mắt của học sinh trong lớp đều nhìn qua xì xào bàn tán nói cái gì đấy thầy cao đầy gọng kính giữ trật tự lớp ra hiệu mục sở đi vào chỗ ngồi đàm di nhiên muốn hỏi cô tình hình thế nào nhưng lại thấy mặt cô không chút biểu cảm bèn dứt khoát ngậm miệng lại buổi sáng ở trường trung học gia hưng có năm tiết tiết thứ ba là tiết tự học lớp tự học bên trên trong lớp rất yên tĩnh thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng xì xào bàn tán chủ đề vẫn là chuyện giữa mục sở và ngụy thiên thiên ngược lại mục sở lại không quá quan tâm vùi đầu học như thường ngày dường như hết thảy mọi chuyện đều không liên quan đến mình lúc này trong phòng phát thanh của trường bỗng nhiên truyền đến một vài âm thanh thế là tất cả mọi người đều nhìn về phía đang phát ra âm thanh đó bên trong loa truyền đến một giọng nữ hơi có vẻ mất tự nhiên xin chào mọi người tôi là ngụy thiên thiên ban năm hôm qua trong buổi tụ họp với bạn bè tôi vì ghen ghét nên đã dùng lời lẽ vô lễ khinh miệt với bạn học mục sở bị mục sở giáo huấn tôi ghi thù trong lòng vậy nên đã đem việc bị thương trên mặt đổ lên người cậu ấy thực ra tôi bị thương là vì trong loa vang lên mấy tiếng thút thít của ngụy thiên thiên có chút khóc không thành tiếng cô ta thật lâu cũng không có nói tiếp các bạn học bên dưới nhất thời ẩm ĩ nhốn nháo cmn hóa ra là nói xấu tớ đã nói học sinh ba tốt như mục sở sao có thể làm chuyện như vậy chứ ngụy thiên thiên này ỉ lại việc học giỏi ở lớp không coi ai ra gì mọi người cũng chẳng ai ưa nổi cô ta ê thật ra thành tích của cô ta cũng không có tốt như vậy đâu xếp thứ tám mà thôi mục sở với thẩm diệp thành tích còn tốt hơn cô ta mà vẫn không thái độ vậy đâu ờ nhưng mà rốt cục là vì sao mặt cô ta lại bị thương sao không nói rõ ra đúng đúng sao thời khắc mấu chốt lại dừng lại rồi trong phòng học bàn tán ẩm ý, mục sở vẫn như cũ không có chút phản ứng gì, nghiêm túc lấy ra một bộ đề thi thử đại học. Mãi đến lúc trong loa phát thanh truyền đến một giọng nam quen thuộc tay cầm bút của cô chợt sững lại. Sao không nói nữa, tiếp tục. Âm thanh trầm thấp, nghe không ra cảm xúc đang vui hay buồn, giọng nói có vẻ nghiêm khắc nhưng lại rất êm tai. Nữ, sinh trong trường lập tức xôi chào. À à à, giọng ai vậy, nghe hay thế? Giọng của giáo viên à, hay là phát thanh viên của trường? Tớ thấy không giống, nghe giọng thế này đảm bảo đẹp trai. Có nam sinh tỏ vẻ khinh thường, sao nghe mới nghe giọng mà các cậu đã dám khẳng định người ta đẹp hay không? Anh ta lại còn vừa mới mắng người đấy. Cậu thì biết cái gì, giọng hay auto đẹp trai, dù gì anh ấy cũng mắng ngụy thiên thiên chứ đâu có mắng bọn tớ. Chấm chấm chấm, trong phòng học ban ba, cố tích cắn bút nhàn dỗi ngồi nghe phát thanh, bỗng nhiên bị dọa đến nỗi miệng nhỏ há ra, chiếc bút lạch cạch rơi xuống đất. Cô cũng không nhặt lên, chỉ ngẩng đầu nhìn chiếc loa phát thanh của trường. Không hổ là anh cô, CMN lợi hại giọng nói đứt quãng của ngụy thiên thiên lại truyền tới tôi cùng vài học sinh ở trường nghề bên cạnh có chút khúc mắc tối hôm qua trên đường về thì gặp bọn họ xảy ra xô xát không cẩn thận mới bị quẹt vào mặt tôi tôi không dám tìm bọn chúng tính sổ lại trùng hợp là đang ghim thù mục sở vậy nên mới đem việc này đổ lên người cậu ấy hôm nay ở đây tôi muốn chân thành xin lỗi bạn học mục sở thật xin lỗi loa phát thanh im bặt toàn trường lập tức xôn xao đàm di nhiên tức giận đến mức đập bàn cmn ngụy thiên thiên quá mức ghê tởm rồi may là nhà trường ra sức điều tra sự việc rõ ràng nếu không cậu thật sự là oan hơn cả đậu nga miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ bạo lực học đường cũng vậy đàm di nhiên lại lo lắng thay cho mục sở tiếng chuông tan học vang lên lại có người lục tục ngo ngoe tới thăm hỏi mục sở mục sở vẫn thái độ bình tĩnh như trước cũng không chấp nhận buổi trưa sau khi tan học cố tích chạy tới kéo mục sở đi ăn cơm tiện thể kể chuyện hồi sáng ngụy thiên thiên công khai xin lỗi trên phòng phát thanh của trường giờ không còn mặt mũi nhìn ai nữa nghe nói sắp chuyển trường về phần phương tâm nghiên cố tích nhắc đến cô ấy mặt mày hớn hở hẳn cậu không biết đâu hai tiết sau cô ấy có dạy lớp tớ mặt đen như đít nồi giảng sai mấy chỗ bị thẩm diệp đứng lên chỉ lỗi rồi sửa lại làm cho cô ấy mất hết mặt mũi những lời cô ấy nói trong văn phòng cũng bị bác tớ vừa vặn nghe thấy được rất tức giận đừng nói là lên chức chủ nhiệm ngay cả chức phó chủ nhiệm cũng không giữ được còn có việc cô ấy ném điện thoại còn không biết tốt xấu mắng cậu làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đạo đức giáo viên nghe nói kiểm điểm trước toàn thể giáo viên trong trường để làm gương quên mất còn phải bồi thường nữa điện thoại anh tớ mua mà cô ấy cũng dám quẳng còn bị anh ấy nhìn thấy một chữ thôi toang cố tích kéo tay mục sở líu lo không ngừng suốt cả dọc đường lúc đến cửa nhà hàng cười cười lắc lắc cánh tay mục sở a à, anh tớ kia tớ còn tưởng anh ấy đi rồi chứ mục sở ngước mắt nhìn sang liền thấy cố tần đang đứng chỗ tượng đá trước cửa nhà hàng một tay đút trong túi ngũ quan anh tuấn ngọc thụ lâm phong sao sao ngọc thụ lâm phong tiếng trung viết là yêu su linh phong là một cụm từ hán việt được hiểu với ý nghĩa nói về khí chất của một người đàn ông cái khí chất này mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá, không gì có thể lay truyền. Giống như cây cổ thụ, to lớn vững vàng nhờ bộ rễ đâm sâu vào lòng đất. Bộ rễ là hình ảnh ẩn dụ thể hiện căn cơ cho sự vững vàng nhờ trí tuệ, sức khỏe của con người. Chiếc sơ mi màu xám phối với quần dài đen ôm trọn lấy đôi chân thon dài, quả thực đã phác họa dáng người hoàn hảo chuẩn không cần chỉnh của anh, khuôn mặt đẹp không tì vết, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen láy tĩnh mịch. Vài cô gái đi qua không nhịn được lén nhìn trộm, thậm chí còn có người mạnh dạn đi tới bắt chuyện. Toàn thân anh tỏa ra khí lạnh, đối với việc này tỏ vẻ không mấy quan tâm, cũng làm cho ong bướm xung quanh tản ra không ít. Nhìn thấy Cố Tích và Mục Sở, mày kiếm của anh có chút dương lên. Cố Tích lôi Mục Sở chạy tới anh, anh vẫn chưa đi à? Ừ, anh thuận miệng trả lời, nhìn về phía Mục Sở, lại nói thêm một câu, cậu vẫn đang họp, anh chờ một lúc rồi đi cùng với cậu. A, à, vậy anh có muốn đi ăn với bọn em luôn không? Cố Tần liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, không được anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình đưa cho mục sở anh đã lấy sim của em bỏ vào đây rồi cũng đã tải một vài ứng dụng thường dùng em trước mắt dùng tạm máy này đi mục sở ngơ ngác một lúc lắc đầu không cần đâu anh em ở trường cũng không cần dùng mấy Chiếc điện thoại này cô vẫn còn nhớ là Cố Tần vừa mua, với lại thường xuyên nhận đồ anh mua cũng không được hay cho lắm, góp gió thành bão, ba mẹ cô cũng đã lải nhải vấn đề này nhiều lần. Cố Tích lại trực tiếp lấy chiếc điện thoại từ tay Cố Tần, nhét vào tay mục sở chú và dì cũng mua cho anh em nhà tớ rất nhiều đồ mà cậu cứ so đo kỹ như thế làm gì? Cầm lấy điện thoại đi, có gì còn tiện liên lạc thấy mục sở đã nhận cố tần nói bên ngoài trời nắng hai đứa đi ăn cơm đi nói rồi anh quay người định đi mục sở bỗng chạy tới anh cố tần hơi giật mình quay đầu nhìn cô thấy môi đỏ cô khẽ mấp máy hơn nửa ngày mới nói một câu chuyện hôm nay cảm ơn anh rồi như chợt nhớ đến chuyện gì lại nói thêm còn có chuyện ngày hôm nay anh đừng nói với ba mẹ em nhé miễn cho bọn họ lại lo lắng Cố Tần cười cười, cũng đúng, chú với gì luôn bao che khuyết điểm, nếu biết chắc có lẽ đến trường làm lớn một trận. Nhưng mà anh cúi người, ghé sát người cô. Dưới ánh mặt trời, da cô trắng trẻo hồng hào, có thể nhìn thấy được cả lông tơ, khuôn mặt nõn nà tựa hồ có thể nhéo ra nước anh ma xui quỷ khiến duỗi ngón trỏ ra, ngón tay chỉ chỉ vào chóp mũi nhỏ xinh của cô, giọng điệu lười biếng, bạn học tiểu hoa, lời cảm ơn nói bằng miệng rất hời hợt, có chút nói qua loa cho có lệ, nếu em thật lòng muốn cảm ơn, chi bằng làm một vài hành động thực tế. Hửm, sao tác giả có lời muốn nói tần lưu manh, ví như, lấy thân báo đáp chẳng hạn. Mục tiểu hoa Editor tranh lúc mục sở ngồi ăn cơm dưới điều hòa mát lạnh gương mặt còn có chút đỏ trong đầu đều là lời nói có chút trêu chọc vừa rồi của cố tần xua mãi không chịu đi cố tích thấy cô có vẻ không tập trung bồn chồn nhìn qua sở sở cậu sao vậy a à, không có gì nhưng mặt cậu sao lại đỏ thế cố tích đưa tay ra chọc chọc một chút a à, cảm giác quả nhiên không sai lệch đi đâu được rất đàn hồi cô lại chọc tiếp một chút cậu làm gì đấy mục sở vội vàng che mặt thuận miệng trả lời trời hôm nay hơi nóng lúc nãy tớ có đứng bên ngoài khá lâu đây đây tớ vừa lấy trong tủ lạnh ra đấy cậu uống đi cho hạ nhiệt cố tích đem nước trái cây của mình cho cô Mục Sở cầm lấy uống hai ngụm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút tâm tư không rõ, sau bữa ăn, học sinh còn được nghỉ ngơi 40 phút trước khi bước vào buổi học ca chiều, đa số mọi người trong phòng học đều đã đi ngủ, số ít còn lại không ngủ thì cũng đang bận rộn với công việc của riêng mình. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính rơi vào mặt bàn, phòng học yên tĩnh, giống như một bức tranh màu nước về buổi trưa hè, phác họa nên quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Mục Sở nằm bò lên bàn, cầm chiếc điện thoại cố tần cho cô tùy tiện lật xem. Phía trên có các ép selfie cô thường dùng, sắp xếp rất chỉnh tề, hình nền cũng là màu xanh nhạt cô thích nhất cô lại nghĩ tới những lời cố tần nói vào lúc trưa, giọng điệu cùng thái độ lúc ấy của anh, hai tay bất giác nóng lên. Lấy tay xoa xoa nhẹ mấy lần, cô tự anh ủi, nghĩ cái gì thế? Không phải thái độ của anh lúc nào cũng như vậy sao? Hôm nay thì có gì khác đâu chứ? Cũng chỉ coi mày là em gái mà trêu đùa vài lần thôi, chắc chắn không phải như mày nghĩ, tuyệt đối không được ảo tưởng trong mắt anh mày chỉ là một con bé chưa trưởng thành làm sao mà thích cho được người ta coi mày là em gái mày mà còn có suy nghĩ xấu xa như vậy thì chính là cầm thú không không còn không bằng cả cầm thú không được tuyệt đối không được nhất định phải đem chút tâm tư không nên có này bóp chết từ trong trứng nước mục sở thở dài trong lòng khẽ mắng cố tần biến thái đang yên đang lành tự nhiên nổi điên thả thính gì chứ lần sau mà vậy nữa con gái sở ra là cô đây thề sẽ đánh gãy chân anh cô lấy hai tay xoa xoa mặt cầm cốc nước trên bàn lên uống hai ngụm bình ổn tâm trạng Cuối cùng, lý trí uy vũ bất khuất của cô cũng chiến thắng tâm hồn thiếu nữ mộng mơ vừa nở rộ kia, bong bóng màu hồng thi nhau nổ đôm đốp, biến mất không còn chút dấu vết. Người như cố tần suốt ngày quản đông quản tây, còn thích gọi nhũ danh của cô, ỉ lại việc anh nhìn thấy mặt trời trước cô vài năm mà ra vẻ cô. Đây đến nhìn còn thấy chướng mắt cắt tương đương lòng mục sở dần bình tĩnh lại. Nhưng mà nói qua thì cũng phải nói lại, người ta vừa giúp đỡ cô như vậy, chỉ nói cảm ơn suông thôi quả thực cũng hơi qua loa, phải có hành động thực tế chứ nhỉ. Mục sở nhìn ngày sắp nghỉ hè, cũng gần tới sinh nhật 22 tuổi của Cố Tần, cô nên bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho anh rồi. Từ sau việc ở trường anh ra mặt giúp cô, quà sinh nhật năm nay xem ra cũng không thể tặng cho có lệ như mấy năm trước được. Nghĩ một lát, cô cầm điện thoại lên web chuẩn bị đi hỏi bác Baidu. Vừa mở ra, bỗng nhiên cô thấy lịch sử tìm kiếm phía trên, con gái thích con trai có tính cách như thế nào? Con gái có khả năng thích một người con trai rất quen thuộc với mình không? Thầm mến một người rất dễ bị đối phương phát hiện sao? Liếc mắt qua một vòng lịch sử tìm kiếm, Mục Sở ôm lấy điện thoại, dường như mình vừa phát hiện ra một vùng đất mới. Cố Tần bình thường trầm mặc như vậy, hóa ra ẩn sâu bên trong vẫn là tâm hồn của một cậu bé mới lớn. Nhưng mà anh lại đi hỏi Baidu những vấn đề ấu chỉ như vậy, quả nhiên vẫn là một xử nam thanh thuần chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, so với cô còn trong sáng hơn rất nhiều dưới sự kích động cô gửi tin nhắn wechat cho cố tích anh của cậu quả nhiên là đã có người trong lòng hình ảnh về sau bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không ổn liền nhanh chóng gỡ tin nhắn cố tích đang chuốt mi thấy điện thoại bỗng sáng lên lúc mở thì thấy tin nhắn đã được thu hồi cố tích em còn chưa thấy gì mục sở nhìn lịch sử tìm kiếm trên màn hình cảm thấy vẫn là nên cho cố tần chút mặt mũi không thể để cố tích biết được bí mật nhỏ này của anh dù sao vẫn là con trai cần sĩ diện mục sở trả lời gửi nhầm thôi không có gì cố tích có chút không hiểu anh cô xưa nay làm gì có chuyện gửi nhầm tin nhắn thế này do dự một lát cô rép lại anh không bị gì đấy chứ Lúc mục sở nhận được tin nhắn, nhìn chằm chằm câu nói kia của cố tích sừng sốt mấy giây, rồi mới đi trách ảnh đại diện của mình. Cô xoa xoa mắt, nhìn không dưới ba giây, đầu khẽ oàng, một tiếng, toang. Này này, sao lại là uy chat của cố tần? Xét giữa trời quang, anh chắc không đăng nhập trên máy tính đâu nhỉ? Chắc không thấy được tin nhắn cô gửi đâu đúng không? Hu 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 văn phòng phó tổng giám đốc tập đoàn Đăng Thủy. Cố tần ngồi trước bàn máy vi tính, người hơi ngả về phía sau, dựa vào ghế, mắt nhìn chằm chằm đoạn chat trên màn hình, mí mắt giật liên tục. Trợ lý thẩm gọi vài tiếng, anh mới hoàn hồn. Trợ lý thẩm nói, phó tổng cố ở nước ngoài khá lâu nên có khả năng không biết hạng mục thủy lợi kia trước đây đã bị bỏ dở bởi vì đàm phán thất bại với bên người dân địa phương, lại bị dây vào kiện cáo, vụ này oanh tạc trên mạng một thời gian, lại thêm phía đối thủ ra sức bôi đen, nên đành phải bất đắc dĩ ngừng lại. Hôm nay phía hội đồng quản trị lại giao hạng mục này cho ngài, e là sợ ngài vừa tốt nghiệp đại học về nước tranh thủ lúc đứng chưa vững mà ra sức hạ bệ xuống, tránh tai vạ về sau chỉ là không biết vì sao lúc nãy chủ tịch biết vậy mà cũng không giúp ngài nói chuyện ngầm cho phép bọn họ làm vậy thần sắc cố tần vẫn bình tĩnh im lặng một lát anh ngước mắt tài liệu chi tiết đã chuẩn bị chưa trợ lý thẩm đưa văn kiện tới tất cả đã ở đây cố tần gật đầu tốt để tôi nhìn một lát anh đi làm việc đi sau khi trợ lý thẩm đi ra, cố tần liếc nhìn những tập văn kiện kia, ánh mắt một lần nữa lại rơi vào khung chat trên màn hình máy tính. Tâm tình lúc này đã bình tĩnh lại, anh gửi một tin nhắn, sờ sờ, lúc nhận được tin, tay mục sờ khẽ run một chút, trưng ra bộ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn, ngón tay run dày gõ từng chữ, anh, em thật sự không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của anh, anh tin không? cố tần vuốt vuốt chán những thứ linh tinh kia là tạ tu văn mượn điện thoại anh nghịch lung tung em đừng hiểu lầm mục sở rất thức thời trả lời lại a à, ra là vậy em đã nói rồi đây chắc chắn không phải anh nhưng mà vấn đề này ai hỏi cũng được mặt chuyện bình thường như ở huyện thôi cố tần ừ em biết là tốt rồi Mục sở, ờm, anh này, lúc anh đưa điện thoại cho em anh quên chưa lock out nên em mới nhắn nhầm, giờ em ao đây, sắp tới giờ lên lớp rồi, bye bye tương đương, bên kia không có động tĩnh, cố tần ngồi trước màn hình, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Ngày người hai phút, lúc tỉnh táo lại, anh cầm văn kiện trên bàn lật ra xem. Nhìn được vài chữ lại thả xuống bàn. Nghĩ một lúc anh mở web gõ vào mục tìm kiếm, cô gái tôi thích hiểu lầm tôi thầm mến người khác, phải làm sao bây giờ, một phen sóng gió của ngụy Thiên Thiên trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần tới cuối kỳ, không khí trong trường học dần trở nên khẩn trương, lớp nào lớp nấy thi nhau luyện đề. Thứ sáu, giờ tan học, mục sở đi ngang qua ban ba, qua cửa sổ nhìn thấy cố tích đang thu dọn sách vở, liền đứng lại đợi cô nàng. Thẩm Diệp từ trong lớp đi ra, thấy Mục Sở liền lại gần chào hỏi, cuối tuần này thi, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Mục Sở mỉm cười trả lời, khá tốt. Thẩm Diệp gật đầu, vậy là tốt rồi, việc của Ngụy Thiên Thiên cậu không phải để trong lòng, lúc này cứ ôn tập thật tốt, chắc chắn cậu sẽ lại đạt được thành tích tốt. Cậu cũng vậy nhé, hai người hàn thuyên vài câu, cố tích mang cặp đi ra, Thẩm Diệp liền rời đi cố tích kéo tay mục sở nhỏ giọng nói tớ vẫn cảm thấy là thẩm diệp thích cậu mục sở nhéo nhẹ cánh tay cô nàng cậu đừng có nói hưu nói vượn bạn bè trò chuyện đôi câu thôi tớ với thẩm diệp học cùng một lớp sao cậu ta lại không trò chuyện đôi câu với tớ chứ cố tích vừa dứt lời bỗng có người ở sau khẽ xoa đầu cô Cô quay đầu nhìn lại, doãn lề hân cong môi cười cười, nhanh chân lách qua người cô, đi trước cố tích che lấy đỉnh đầu, nhíu mày, tên này phiền phức ghê. Mục sở cười cười, trách không được dạo này cậu mồm mép thế, hóa ra là học hỏi kinh nghiệm từ doãn thiếu gia. Cố tích đẩy cô, cậu đừng nói nhảm, hắn phiền chết đi được ấy. Thành tích thì xếp chót, suốt ngày sinh sự đánh nhau, được cái khuôn mặt cũng gọi là tạm tạm, nhưng mà tớ đâu có nông cạn như vậy, vẫn là Lâm ca của tớ tốt nhất. Hai mắt Cố Tích dần sáng như đèn pha, sắp nghỉ hè rồi, đến lúc đấy là có thể tới buổi hòa nhạc của Lâm ca, tớ có hai tấm vé ở vị trí tốt nhất, Lâm ca tặng đấy, khi đó chúng ta cùng đi, trời ạ, à, mới nghĩ thôi mà đã sướng hết cả người. Mục Sở nhìn vẻ mặt u mê không lối thoát của cô nàng, hắng giọng, "Này, tớ nhớ ngày trước cậu có nói nếu đợt thi cuối kỳ này không lọt vào top 100 thì nghỉ hè chỗ nào cũng không được đi." Điều này cũng có nghĩa là không đi được buổi hòa nhạc này đúng không? Một câu đủ làm cô tích bể mộng, nụ cười cứng đờ, khuôn mặt dần ủ rũ. Mục sở vỗ vỗ vai cô, vì idol của cậu, mấy ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, bạn học tích tích cố lên. Cố tích đột nhiên lấy cặp từ trên vai xuống, mở khóa kéo. Mục sở hoang mang, cậu làm gì đấy? Lầm trận mới mài gươm sao, dù không được sắc thì cũng sáng. Tớ giờ một chút tài liệu ôn tập cũng không có, chỉ có vài cái đề. Cô vừa nói vừa ngẩng đầu, đúng rồi, hai ngày này cậu rảnh phải không, qua nhà kèm cho tớ. Hay tớ sang nhà cậu cũng được. Tóm lại, nhớ kỹ hai buổi sáng nhé. Mục sở, cô cuối cùng cũng biết thế nào là tự kê đá đập chân mình. Giấc mộng ngủ một mạch từ sáng tới trưa của cô đành phải gác lại rồi TVT sao lâm trận mới mài gươm, nghĩa của nó giống như là câu mất bỏ mới lo làm chuồng, ở bên Việt Nam mình đó quý dị mặt cười, hai người tay trong tay đi đến chỗ cũ, ấy vậy mà chỉ thấy cố tần cùng con xe Rolls Royce của bác cố dừng ở chỗ ấy nhìn thấy mục sở, cố tần hiếm khi không có trêu cô, mở miệng, chú Lý gọi điện bảo có việc xin nghỉ, chú mục bảo anh thuận đường chở em về luôn. Mục sở cố gắng bỏ qua chuyện tin nhắn WeChat xấu hổ kia, nhẹ gật đầu, theo cố tích ngồi lên xe. Cố tích một bộ dáng ngoan ngoãn đứng trước mặt cố tần, anh, cuối tuần này em muốn ở nhà học bổ túc, cần cô giáo mục giúp đỡ, mấy ngày nay trời hơi nóng, hay là buổi sáng anh đi đón cô giáo mục của chúng ta nhé. Dù sao thì anh cũng không tới công ty. Đột nhiên xuất hiện cô giáo mục làm cố tần hơi hoang mang, anh cố nhớ lại xem nhà mình mời gia sư cho cố tích bao giờ. Lại nghe cố tích ở phía sau quay sang nói với mục sở, cô giáo mục cậu thấy sắp xếp như vậy hợp lý chưa? cô giáo mục suy nghĩ một lát không biết yêu cầu này có nên nói ra hay không cố tần chợt cong môi cười cười hay là tiện thế chuẩn bị cho cô giáo mục một cái giường để nghỉ ngơi lấy sức mà giảng dạy cố tích gì chứ cái này thì đơn giản giường tầng của tớ với giường của anh tớ cậu thích ngủ ở đâu cũng được mục sở cố tần sao tác giả có lời muốn nói tần lưu manh ngủ ở giường của anh thật ra cũng được Mục Tiểu Hoa, anh nghĩ hay quá ha." Tranh Edit đến chương 10 lại chợt nhận ra hình tượng của anh lại tụt dốc không phanh mặt cười. Ông cha ta quả nhiên nói không sai, con người có tí tình yêu vào là khác hẳn, thông minh mấy yêu vào cũng à mà thôi mặt cười. Editor, tranh đứng trước cửa tạm biệt cố tần và cố tích mục sở mang ba lô đi vào nhà, ngoài ý muốn thấy được mẹ cô đang ngồi trên ghế gần cửa sổ phòng khách, ôm gối ôm trong ngực, đầu nghiêng về một bên, dường như là ngủ thiếp đi, ánh nắng bị tấm kính cách nhiệt ngăn lại, chỉ còn lại cảm giác mát mẻ dễ chịu, ánh nắng dịu nhẹ rơi trên khuôn mặt của bà, làn da trắng như tuyết, bà ngủ có vẻ không được thoải mái, mày nhíu lại, cặp mi dài, khẽ động, ngũ quan có năm sáu phần giống với mục sở, Thím Trương Trông thấy mục sở, liền đi tới lấy ba lô trên vai cô, mẹ cháu không đi làm mà Bây giờ còn chưa đến giờ tan làm, thím trương sợ quấy giày tưởng nam khanh, dùng giọng mũi trả lời, bà ấy tối hôm qua thức khuya tăng ca, hôm nay đột nhiên phát sốt, sáng nay vừa truyền dịch cũng không ăn được nhiều, mới nằm ngủ được một lát. Đối với tính cuồng công việc này của mẹ cô, mục sở đã quá quen rồi, nhưng mà nghe thấy mẹ phát sốt lại phải truyền dịch, cô vẫn không nhịn được nhíu mày, ba cháu biết không hả thím, thím trương lắc đầu tiên sinh hai ngày nay đi công tác, sáng hôm vừa về thành phố C họp, chưa thấy trở lại, mục sở không nói gì, đi tới phòng vệ sinh rửa tay, lúc ra thì thím trương đã bưng cho cô một ly sữa bò, mục sở nhận lấy, đi tới ngồi bên cạnh tưởng nam khanh, đưa tay sờ thử lên chán bà, rồi lại sờ chán mình, có chút sốt nhẹ, lúc này, tưởng nam khanh tỉnh lại, mi mắt rung rung mấy lần rồi mở ra, nhìn thấy mục sở, bà mở miệng cười, con về rồi à, giọng bà có chút khàn, ho hai tiếng, tưởng nam khanh lắc bắt đầu, mi mắt nặng nề cố mở ra, rồi lại nhắm lại, Mục Sở nhìn qua mẹ, bắt đầu thuyết giáo, "Bà tưởng thân mến, bà có biết câu là mạng sống rất đáng quý không?" Mặc dù tiền rất tốt, nhưng nhà ta đâu có thiếu, nếu mẹ muốn, chỉ vài phút sau Mục tiên sinh nhà chúng ta sẽ kéo cả xe về cho mẹ cho nên mẹ phải giác ngộ xem tiền tài là phù du như vậy mới làm nổi bật được vẻ băng thanh ngọc khiết tươi mát thoát tục không giống với bất kỳ ai của mẹ tưởng nam khanh mục sở càng nói càng nghiện chờ mục tiên sinh về thấy được bộ dáng này của mẹ mẹ cứ đợi mà nghe giáo huấn đi đến lúc đó mẹ phải thành thành thật thật ngồi nghe đừng nhờ con cứu con mặc kệ với việc dạy mãi không sửa, một mực phạm phải sai lầm giống nhau mà nói, quả thật cần phải sửa trị một chút. Nhìn Tưởng Nam Khanh á khẩu không trả lời được, tâm tình Mục Sở rất vui. Ba mẹ mà sinh cho cô một đứa em trai nữa thì tuyệt cô chắc chắn sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Lấy điện thoại ra nhìn giờ, Mục Sở ngẩng đầu, mai là cuối tuần, bình thường tầm này vị Mục tiên sinh nhà chúng ta sẽ không tăng ca, trở về nhanh thôi. Mẹ thân yêu, mẹ tự giải quyết cho tốt. Nhé, cô cho mẹ một ánh mắt tự cầu mình nhiều phúc rồi ôm ly sữa bò chuẩn bị đi lên lầu, Tưởng Nam Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng con gái, chợt phát hiện ra con đổi điện thoại bao giờ thế, Mục Sở khẽ giật mình, trả lời, anh Cố Tần cho ạ, à? điện thoại con không cẩn thận bị rớt, bể mất rồi, sao lại mua điện thoại cho con? Mẹ nhớ điện thoại con trước kia cũng là cậu ấy mua, không được hay cho lắm, nhưng anh ấy mua mà không nhận thì cũng kỳ, Mục Sở nói, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, hình như cũng sắp tới sinh nhật anh ấy rồi, đến lúc đấy ba với mẹ mua quà xem như vật trả lễ là được, không phải sao? Tưởng Nam Khanh thấy cũng có lý nên không có nói nhiều, nặng nề xoa xoa mi tâm rồi nhắm mắt lại dưỡng thần, mẹ uống thuốc chưa? Rồi, Mục Sở yên lòng gật đầu, chuyện chỉ được đăng tại WhatsApp bát tiêm nhế chờ qua CVK thím trương đi lên lầu gọi mục sở xuống ăn cơm, ở dưới lầu mục tiên sinh đã về, đang mở một lớp học nhỏ cho tưởng nam khanh ngay chỗ phòng khách nhằm vào hành vi thức khuya làm việc dẫn đến phát sốt, lại còn giấu giếm không báo cáo, nghiêm túc phê bình giáo dục, về sau, lớp học nhỏ ấy còn chuyển từ phòng khách lên tận trên bàn ăn, tưởng nam khanh nháy mắt với mục sở nhiều lần mà cô vẫn vô tư say sư ăn cơm trong bát mình, hoàn toàn không bị thuyết phục thức ăn thím trương nấu ngon thật, đột nhiên tưởng nam khanh gắp miếng sườn kho mục sở thích nhất tới, sắp thi cuối kỳ rồi phải không? Còn đừng để bị áp lực ăn nhiều một chút, mục sở ngẩng đầu, thấy được ánh mắt cầu cứu của mẹ, cô mỉm cười nhìn về phía ba mục ba, con thấy ba nói hay lắm. Bà nhìn mẹ mà xem, mẹ đã nghe lọt tai hết rồi, bà mục ngây ra một lúc, nhìn về phía tưởng Nam Khanh, em cứ nghe lời anh là được, mục sở muốn ăn gì thì để cho con bé nó tự gắp. Anh đã nói với em bao lần rồi, thức đêm không tốt cho cơ thể, bộ phận thiết kế của viễn thương nhiều người như vậy, việc gì cũng đến tay tổng giám đốc là em làm, vậy thì trả lương cho bọn họ làm gì nữa em xem chính mình còn bận tới mức phát sốt sao tần hy không gọi điện thăm hỏi một chút tưởng nam khanh nghe tới lỗ tai đã mọc thành kén không phải hôm nay em đã ở nhà nghỉ ngơi rồi hay sao thiết kế cần có linh cảm em cũng đâu phải thường xuyên thức đêm tối hôm qua là do em để nhiệt độ điều hòa hơi thấp một chút nên mới bị cảm lạnh cũng không có nghiêm trọng lắm đâu thức khuya sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể em lại còn để điều hòa nhiệt độ thấp anh vừa đi mấy hôm mà em đã chăm sóc mình như thế này à em đây là mục lăng thành tưởng nam khanh để đũa xuống nhìn ông anh có muốn ăn cơm hay không mục lăng thành ngậm miệng múc cho bà muỗng canh hôm nay thím trương nấu canh này ăn rất vừa miệng em nếm thử xem mục sở ngồi bên cạnh xem kịch vui cắn đũa cười cười tưởng nam khanh liếc nhìn qua cô nhanh nhảu à canh này con vừa mới uống quả thực rất ngon lại rất bổ mẹ uống nhiều một chút sáng thứ bảy, đang ngủ ngon lành, mục sở bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cố tần gọi cho cô, cô còn đang mơ màng, không chút kiên nhẫn cúp máy, chở mình tiếp tục ngủ, vừa mơ được một lúc, thời điểm sắp thấy được chu công, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ, cửa, là thím trương, sở sở, cậu cố tần tới, nói là đưa cháu tới kèm tích tích học, người đang ngồi chờ dưới phòng khách đấy, mục sở không muốn nói chuyện, nằm lì trên giường, lấy gối che kín đầu, một giây sau, cố tần gọi điện đến, cô nhíu mày bắt máy, gọi thẳng tên anh, "Cố Tần, anh đừng quá đáng." Bên kia yên tĩnh một hồi, "Ai cho em gọi thẳng tên anh, gọi anh là có thể ngủ sao? Không thể, Cố Tần, Cố Tần, Cố Tần, Cố Tần." Và NBSP, Cố Tần ngồi trên ghế salon ở phòng khách tầng 1, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 20 rồi, "Em vẫn còn muốn ngủ tiếp có, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá." Và NBSP, thanh âm cô ủ rũ, mang theo giọng mũi rất nặng, lộ ra vài phần nũng nịu lúc truyền vào tay cố tần người anh hơi có vẻ cứng ngắc bất giác nắm chặt điện thoại yết hầu lên xuống hai lần anh trầm mặc vài giây dụ dỗ nói gọi một tiếng anh thì cho em ngủ thêm vài phút nữa được không lúc này mục sở rất dễ nói chuyện không còn cách nào khác bèn gọi anh, giọng nói ngọt ngào truyền đến bên tai, khóe môi cố tần khẽ cong, mang theo chút cưng chiều, ừ, ngủ đi, chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, tiêm nhế chờ qua CVK mục sở như được đại xá, vứt điện thoại qua một bên, hài lòng ngủ tiếp, nhưng mà bị dày vò nãy giờ, mục sở lại không ngủ được, nằm trên giường cố gắng nhắm mắt lại một hồi, sừng sốt nhận ra không có chút buồn ngủ nào, cô không mấy vui vẻ gì xoa xoa mặt, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc thay xong quần áo đi ra mục sở không thấy cố tần đâu chỉ có bóng dáng bận rộn của thím trương trong phòng bếp cô đi qua hỏi có phải cố tần về rồi không thím trương nói cậu ấy nói chờ cháu lúc nãy mới ở phòng khách hình như vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi vừa nói vừa đem ly sữa bỏ cùng bánh mì đặt lên bàn cho mục sở mục sở muốn uống nước đá vừa mở tủ lạnh ra thím trương nhìn qua cháu sắp đến kỳ rồi đừng uống đồ lạnh dạ cánh tay vừa duỗi ra lại thu về, Thím Trương còn lo lắng đưa cho cô một cốc nước mật ong, nếu khát thì uống cái này, Mục Sở Quả Thực đang khát, ngoan ngoãn uống hết, lại đi tới bàn ăn tùy ý ăn vài miếng bánh mì, uống qua loa nửa ly sữa, lúc mang ba lô đi ra, chiếc xe thể thao của Cố Tần đã dừng ở cửa chính, là một chiếc Aston Martin rất ngầu có chút ngạo mạn rất phù hợp với khí chất của anh anh dựa vào đầu xe tay đang cầm điện thoại đôi chân thon dài đẹp mắt tùy ý bắt chéo toàn thân tỏa ra hương vị cấm dục lại rất gợi cảm trước đó nghe cố tích nói anh của cô nàng có chiếc xe thể thao mấy ngàn vạn cô ấy vẫn luôn muốn cố tần cho ngồi nhưng anh rất hẹp hòi không đồng ý là chiếc xe này à lúc đến gần mục sở nghe được giọng nói hơi nghiêm nghị của anh không được để trống tối nay về anh giảng cho em đã lâu vậy rồi mà em chỉ mới giải được mấy đề kia à cố tích mở cửa thư phòng ra, anh bảo quản gia canh chừng em, nếu dám lén lút ngủ thì em xong đời rồi, cúp điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn về phía mục sở, hơi có vẻ ngoài ý muốn, anh còn tưởng phải chờ đến 12 giờ cơ, đem ba lô nặng chịu ném sang cho anh, mục sở nhíu mày, không phải là anh cũng quản được em mình rất tốt hay sao, tìm em làm gì, còn ảnh hưởng đến việc ngủ của em nữa bọn em mỗi ngày ở trường đều phải tự học, rất thiếu ngủ, cố tần khẽ nhìn qua cô, không nói gì, khóe môi cô còn vương chút sữa màu trắng ngà, mỗi lần nói, chất lỏng kia lại chảy xuống một chút, cuối cùng đọng trên da thịt trắng nõn, làm nổi bật lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át, dường như cố tần nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi tối lại, nhẹ lấy tay lau giúp cô, quét mắt một vòng nhìn qua thứ chất lỏng trên tay, mí mắt anh sốc lên, ngữ khí miễn cưỡng, em lén ăn

mục sở mờ mịt nhìn anh thấy ánh mắt trong suốt của cô khóe miệng đang cong của cố tần dần hạ xuống khôi phục lại vẻ đứng đắn như trước mở cửa phụ nhẹ nhàng nói tới đây mục sở ngồi vào thấy nội thất bên trong xe mắt phát sáng cô cảm thán của nhiên là xe anh có khác cố tần cúi người giúp cô thắt dây an toàn giọng điệu nhàn nhạt hững hờ ghế này còn chưa có ai ngồi qua đâu hời cho em quá đấy mục sở em cảm ơn nhưng xe thoải mái hơn dường sao cố tần, mục sở, so với ngồi xe thì em lại hy vọng anh đừng quấy giày giấc ngủ của em hơn, cố tần, sao tác giả có lời muốn nói, vở kịch nhỏ tần lưu manh, chiếc xe mấy ngàn vạn của anh cho em ngồi đầu tiên mà em còn ghét bỏ, mục tiểu hoa, em thích giường của em hơn, tần lưu manh, ừ, anh cũng thích giường của em, nhất là lúc chảy ra hoa ấy, mục tiểu hoa, và NBSP, sao editor có lời muốn nói xin chào em NG, lại là mình tranh đây mà. Mặt cười. Đoạn thời gian này mình đang tập trung ôn tập cho kỳ thi đại học sắp tới nên có lẽ sẽ ngừng ra chương từ giờ cho tới lúc mình thi xong, 10 phần 8 nha a. Dù biết là và NBSP sẽ hụt hẫng nhưng mong em thông cảm cho mình nha. Thi xong mình sẽ trở lại và hứa không ăn hại như xưa. Yêu em NJJJJ from Tranh lớp và LT3 và NBSP. Editor, tranh cố gia và mục gia đều ở cùng một khu biệt thự, có dòng suối nhỏ xinh nhẹ nhàng uốn lượn chảy qua, nếu đi dọc theo con suối thì rất gần, nhưng nếu đi xe theo đường đại lộ thì ngược lại, hơi xa một chút, hôm nay là thứ bảy, xe cộ trên đường đi lại tấp nập, vừa đi vừa nghỉ, tốc độ so với rùa còn chậm hơn, mục sở ngồi ở ghế phụ, qua cửa kính nhìn thấy đoàn xe nườm nượp phía trước, thở dài, lái xe phiền phức vậy đấy, đi bộ còn nhanh hơn, đuôi lông. Mày cố tần khẽ nâng, khóe môi cong nhẹ, quét mắt nhìn tình hình bên ngoài, cười nhạo nói, em thử đi bộ 10 phút dưới trời nắng 35 xem, đem em nướng chín thành cá rán là cái chắc, sao lại là cá rán, ngoài cháy trong mềm, phía trước vẫn đang kẹt xe, mục sở ngồi trong xe mãi cũng chán, dần dần mất hết kiên nhẫn, cảm thán một câu, hôm nay anh lái xe này quả thực có chút phung phí của trời, nhìn thời gian xem, đã hơn 40 phút rồi mà vẫn chưa tới cửa cửa biệt thự cố ra, phong cách gì chứ, đi bộ còn hơn, buổi sáng cô vừa uống một cốc nước mật ong, hậu quả là lúc này bỗng dưng muốn. Tiểu ngó quanh bốn phía một chút, cô nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng ở phía trước, đợi Cố Tần dừng xe, chạy một mạch giải quyết xong nỗi buồn, lúc cô đứng dậy, mắt khẽ nhìn qua tình huống có vẻ không ổn lắm, lại ngồi xổm xuống, miệng thím Trương cũng quạ ghê, lúc sáng mới nói cô sắp tới kỳ, bây giờ tới rồi, vấn đề quan trọng là cô không mang băng vệ sinh thì phải làm sao bây giờ, Mục Sở vò vò tóc, không biết nên làm gì, Cố Tần ngồi trong xe đợi một lúc vẫn không không thấy động tĩnh gì, liền nhắn hỏi cô, em ngủ trong đó rồi à, mục sở, đại gia, anh đợi một chút nữa không được sao? Dù gì cũng đang kẹt xe anh gấp cái gì, cố tần, anh đóng khung chát, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong phòng vệ sinh, mục sở nhắn cho cố tích, bà cô của tôi ơi, bà gì tới, cậu ra đây nghênh đón giúp tớ với, tiện tay gửi luôn vị trí cho cô nàng, nơi này cách biệt thự cố ra không xa mấy, cố tích đi chắc cũng chỉ mất vài phút là tới, cố tích đang ngồi làm bài tập trong thư phòng, nhìn thấy tin nhắn WeChat của mục sở, lại nhìn định vị đang ở chỗ công viên, lập tức hiểu ra nhưng mà trời bên ngoài đang rất nóng cô cũng không có ý định ra ngoài bèn trả lời tớ đang học để anh tớ đi mua cho cậu mục sở tỷ tỷ chị đang đùa em à thuyền chị em nói lật là lật chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, tiêm nhé chờ qua cvk ngay lúc mục sở đang rơi vào tình thế khó xử cố tần rất đúng lúc gửi tin nhắn hỏi thăm đường hết tắc rồi em còn không ra có thể là thấy mục sở không trả lời ngay sau đó chuông điện thoại reo lên tay mục sở run một cái, nhanh chóng từ chối cuộc gọi, Cố Tần lại tiếp tục gọi, cô lại tiếp tục từ chối, anh đang ngồi trong xe, dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, vừa định xuống xe tìm cô, lại thấy Cố Tích gọi điện đến, anh, mục sở xảy ra chút chuyện, anh, anh giúp một chút được không? Ờm, ừ, chính là, cố tích ấp a à, ấp úng, cũng không biết nên nói như thế nào, vòng vo nửa ngày, nghĩ đến lời nói của mục sở lúc nãy, thốt lên, anh đi đón bà gì của cô ấy một chút, không phải không phải, mục sở tới kỳ, anh dựa theo đó mà giải quyết nhé nhé, nói xong trực tiếp cúp máy, cố tần, não lốt một lát, anh xoa xoa mi tâm, từ trên xe bước xuống, liếc mắt về phía phòng vệ sinh bên kia, lại ngắm nhìn bốn phía, thấy siêu thị mini cách đó không xa, lấy lại bình tĩnh, anh cất bước đi qua, siêu thị không lớn mấy, có vài người đang đứng chọn đồ, Cố Tần sau khi đi vào, di chuyển có chút khó khăn, người ngày càng ít dần, anh mới chậm rãi đi đến đứng trước kệ hàng băng vệ sinh, chọn trái chọn phải, mấy món đồ này anh cũng không hiểu nhiều cho lắm, nhìn từng gói loè loẹt, nhất thời không biết nên mua loại nào, dì Thu Ngân dò xét, ngó qua hỏi, chàng trai, muốn mua gì? Cần gì giúp không? Không cần anh nhàn nhạt nói tiện tay cầm lấy một gói rồi đi ra ngoài tính tiền đứng trước quầy thu ngân sắc mặt anh đặc biệt bình tĩnh giống như mình đang đi mua bao thuốc lá vậy dì thu ngân cũng là một người hiểu sự đời nói thẳng giá lấy túi bỏ vào sau khi trả tiền cố tần nhìn qua cái túi trong suốt nhận lấy rồi hỏi có túi đen không dì thu ngân hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh một chút rồi lấy chiếc túi bóng màu đen đưa qua lúc quay lại nhà vệ sinh công cộng vừa ở đúng lúc có gì lao công đang quét dọn ở đấy cố tần đi qua lễ phép nói chào gì dì. dì lao công đang lau sàn ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông rất anh tuấn bà ngây ngốc nhìn có việc gì sao ngữ khí cố tần bình thản mặt không chút gợn sóng chỉ chỉ vào chiếc túi màu đen trên tay trong kia có một cô gái tên là mục sở cô ấy khuôn mặt gì lao công tỏ ý rất hiểu cười tủm tỉm buông chổi lau nhà xuống bạn gái tới ngày đúng không đưa đây dì giúp cháu đưa vào đi tới cửa lại quay đầu tên là dì nhỉ mục sở dì gật đầu đi vào phòng vệ sinh nữ mục sở đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh thì nghe thấy có người gọi tên mình bèn hé cửa lộ ra một khe nhỏ dì lao công đưa qua cô gái bạn trai cháu rất đẹp trai lại còn chu đáo lắm nha bạn trai mục sở có chút mơ màng suy tư một chút cảm thấy chắc là cố tích nói cho cố tần biết cô đang định giải thích thì gì đã đi mất tiêu rồi nhưng mà cố tần còn làm được chuyện như vậy quả thực rất chu đáo không hổ danh là anh trai quốc dân mục sở lấy bịch băng vệ sinh từ trong túi bóng ra ánh mắt dần dần một lời khó nói hết đem theo bịch băng vệ sinh còn sót lại trở lại xe cố tần đã ngồi ở ghế lái sắc mặt rất bình tĩnh mục sở liếc nhìn anh một cái nhàn nhạt ngồi xuống trầm mặc cố tần cho là cô xấu hổ ho hai tiếng làm như vô tình mở miệng nếu không phải tích tích nói cho anh em cứ định ở mãi trong nhà vệ sinh mà không ra ngoài đã ở thế kỳ bao nhiêu rồi cũng không phải chuyện lớn nhăn nhó như vậy làm gì mục sở nghiêng đầu nhìn qua mỉm cười với anh không biết vì sao mà cố tần cảm thấy nụ cười này có chút bất lương mục sở dùng hai tay dâng chiếc túi màu đen kia lên anh thân mến ý tốt của anh em xin nhận nhưng mà thứ này anh nên giữ cho mình đi thì hơn tai cố tần hơi nóng nhưng người tránh né anh lấy cái này làm gì cho con của anh đấy cố tần cảm thấy có chút không thích hợp hơi do dự, lấy thứ đồ trong túi kia ra lần đầu tiên làm chuyện ấy, thế mà lại mua nhầm băng vệ sinh thành bịch bìm giấy, chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, tiêm nhế chờ qua CVK trở lại cố ra, cố tích nghe mục sở vừa kể vừa tả, ôm bụng cười ra nước mắt, mục sở nằm ườn trên sofa, ném gối ôm qua chỗ cô nàng, rất phiền muộn, cậu còn cười à, lúc nhìn thấy bịch băng vệ sinh, tớ đơ người luôn gần nhà cậu thế mà cậu cũng không ra, tớ vậy mà lại lặn lội qua đây dậy bù cho cậu, ai, đồ vô lương tâm, cố tích chân chó lấy lòng, ai hôm nay trời nắng tận 35 đấy, tớ ra ngoài khác gì đem mình đi nướng đâu với lại tớ nghĩ việc này anh tớ giúp một tí chắc cũng không sao ai ngờ anh ấy cố tích không nhịn nổi cười bả vai run run mục sở liếc mắt tớ nghĩ anh ấy chính là ngại mua băng vệ sinh nên mới mua bìm giấy thay vào mắt cố tích ngó qua bịch bìm giấy cười nói chắc không phải đâu nếu thế thì anh ấy bỏ vào túi đen làm gì đầu có bọc đâu anh ấy đưa bịch bìm cho dì lao công rồi dì ấy mang cho tớ đây chẳng phải là muốn tớ bị cười chết sao cố tích càng cười lớn hơn nhưng mà cũng có thể coi đây là lần đầu làm chuyện ấy có chút khẩn trương nên cầm nhầm hàng cũng là chuyện bình thường nói rồi đầy đầy mục sở cậu đi thay bìm đi ngăn tủ trên cùng trong phòng vệ sinh có băng vệ sinh đấy thím an vừa mua Càng gần tới kỳ nghỉ hè, trời càng nắng nóng gay gắt, cây bên ngoài đều rũ lá xuống, không còn muốn sống. Điền Hành tới tìm Cố Tần, vừa vào tới phòng khách liền cảm nhận được cái mát lạnh dễ chịu, nhẹ nhàng khoan khoái hết cả người. Cố Tần đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, trước mặt bày ra các loại văn kiện, rất nghiêm túc làm việc. Điền Hành đi tới, trêu chọc nói: "Tiểu Cố tổng cuối tuần mà vẫn tăng ca sao?" Điền Hành lớn hơn Cố Tần 2 tuổi, vì ba mẹ hai bên có quan hệ gần nên hai người họ cũng được xem là quen biết từ thuở cởi chuồng tắm mưa cố tần ngẩng đầu lên điền hành ngồi xuống bên cạnh anh chỉ vào bên ngoài hôm nay nắng to thế mà con hàng tạ tu văn lại kéo tôi đi chơi bóng rổ đầu óc chắc bị nóng hỏng rồi tôi nói đến tìm cậu bàn vài chuyện quan trọng mãi mới đuổi được cậu ta đi người giúp việc đưa đồ uống lạnh lên điền hành ngửa đầu uống ừng ực liên tục mấy ngụm gõ gõ mặt bàn này này tôi cũng tiện thể giúp cậu từ chối luôn rồi đấy nhanh cảm ơn tôi đi nếu không tên tiểu tử tạ tu văn kia chắc chắn sẽ đến tìm cậu, cố tần cười cười, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào đống văn kiện trên tay, giọng điệu hững hờ, cậu muốn làm anh dề cậu ta mà vẫn không tranh thủ lấy lòng em vợ sao, vừa lúc mục sở từ trên lầu đi xuống nhà lấy nước ấm, ngoài ý muốn thấy cố tần đang ngồi cùng điền hành, bèn mỉm cười chào hỏi, ngày trước ba cố tần đã từng nói, trước khi tiếp nhận tập đoàn đằng thụy, từng cùng ba của mục sở là mục lăng thành hùn vốn mở công ty IT, chủ yếu nghiêng về mảng khoa học kỹ thuật. Ba mẹ của Điền Hành cũng có góp một tay vào việc này, cho nên con cái của bọn họ cũng được xem như là cùng nhau lớn lên, quan hệ rất thân thiết. Điền Hành nghiêng đầu nhìn qua, cười với cô, sở sở cũng ở đây sao, cố tần thấy cô ôm bụng, sắc mặt có chút lạ lạ, thả xuống văn kiện trong tay, đi tới, không thoải mái sao, mi mắt mục sỡ khẽ run, em muốn uống nước ấm nhưng trên lầu không có, cố tần nhường cho cô ngồi trên ghế sofa, lại phân phó cho người đi nấu nước đường đỏ, mục sở có chút quính, ngồi trên ghế cúi gằm mặt xuống, bên tai dần nóng lên, thấy cô không được tự nhiên, anh nhân tiện nói, em lên lầu trước đi, lát nữa anh bảo người đưa lên cho, mục sở như được đại xá, đứng dậy chạy một mạch lên lầu, cố tần nghĩ nghĩ, lại tự mình đi tìm túi trường, để người giúp việc đưa lên cho cô, lúc trở lại ghế ngồi, cánh tay điền hành khoác lên vai anh, có phải trong nhà có em con gái thì ông anh nào cũng phá lệ trở nên dịu dàng chăm sóc từng ly từng tí

em dùng bịch bỉm giấy anh mua rồi mau gọi ba ba mục tiểu hoa editor có lời muốn nói ai cả nhà lại là tranh đây mặt cười